Hello, chào mọi người. Chưa phải vô. Tôi là Hải Phan. Còn bên cạnh tôi là chú Cầm Nguyễn, một già một trẻ. Hôm nay lên live stream, hai ba ngày không live stream, hôm nay hai chú cháu uống cà phê, làm đoạn clip đăng cho mọi người xem rồi vui đúng không? Về Việt Nam mình vừa chơi vừa nói chuyện ha. Đúng chung rồi. Hôm nay con lên mạng con thấy một cái đề tài mà tụi lâu nay ở từ bên Mỹ hay là nước ngoài hay là Việt Nam có một đề tài là cái đề tài gì mà Trung Quốc cái gì đó. Tại sao không thoát Trung? Đúng rồi, cái đề tài đó. Lý do tại sao chúng ta không thoát Trung mà dính líu gì là bắt đầu nó chửi bới hằng học rồi. Ê, Trung Quốc là một cái cớ mà để nó gọi là tàu cộng rồi đủ thứ cả, nhưng mà thực chất là nó đại khái là gì? Cái gì mà xấu xa là đó, thứ nhất là ngày xưa thì nó chửi Việt Nam mình là cộng sản, thứ hai nữa là cũng như bây giờ nó lại chuyển qua nó lại rồi. Xin chào mọi người. Ê, chia sẻ cho mọi người vô đi. Cái đề tài hôm nay nó cũng là khá là lý thú, cũng rất là nhiều người từ xưa tới giờ cũng rất là nhiều người mà nói về vấn đề này. Bật nhỏ đây. Cho xin càng xuống luôn con. Có nghĩa là nó trách, nó cứ và nó chửi rủa là nó nói Việt Nam mình tại sao không thoát Trung, và đại khái là nói chung là nó không nghiêm dáng, nhưng mà nó đâu có hiểu biết cái gì đâu. Rồi. Chào Nguyễn Văn Tập, chào Tập nha. Rồi. Em ở Nha Trang vô. Rồi, chào anh em, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay chú Cầm đưa ra một cái đề tài là ở trên mạng á. Cả mấy năm nay, bao nhiêu năm nay là người ta nói là tại sao Việt Nam không thoát Trung. Và đầu quan tiên, điểm... Ê Tập ơi, cho biết là âm thanh nghe tốt không? Nghe rõ không? Để hồi hai đứa cháu nói thao thao bất tuyệt giống như khùng, như không ai nghe hết. Okay. Cuộc sống nhiều khi cũng giả khùng giả điên cho nó mới vui đúng không? Nhưng mà mình, quan điểm của mình là không có... không có đấu đá, không có không đấu đá, không phê phái, không chỉ trích gì cả, chỉ trích ai đúng không? Mình chỉ phản biện lại những cái người mà họ đã cố tình không biết hoặc là họ vô tình không biết. Thì hôm nay có một anh chàng đây, anh là thạc sĩ kinh tế và đúng như là một đứa cháu, và anh biết rõ cái vấn đề đó, lý do tại sao thoát Trung và không thoát Trung, thoát Trung gì mặt gì và không thoát Trung về mặt gì, và lý do tại sao chúng ta ở sát đất với đó, nói chung là có một cái sự gắn chặt lâu đời. Chào Nga Phạm luôn nha. Chào tất cả mọi người. Rồi. Bây giờ chia sẻ giùm anh đi Nga Phạm. Bây giờ con phải phân tích dựa đến cái sườn của con. Rồi. Rồi để hai chú cháu cùng phân tích. Cái bài phân tích này nó rất là dài, nhưng mà mình phải tóm tắt lại vì ở trên clip này mình cũng không nói hết, nhưng mình nói về những cái cơ bản thôi. Con phải phân tích thế này này. Ở đất nước ta thì từ chính phủ xuống đến địa phương thì ta có hình như con nhớ đâu có 14 bộ ngành đấy chú ạ, 14, 15 gì đấy. Bộ Chính trị, Bộ Kinh tế, Văn hóa, Thể dục, Thể thao, Thông tin, Công an, Quốc phòng là 4, là Giáo dục là 5, Y tế, 6, Giao thông, 7, Xây dựng, 8, Công thương, 9, Bộ Chính trị, 10, Ngoại giao, 11, nói chung là... các bộ ngành, bộ ngành tất nhiên là quản lý là coi lại một cái nhiệm vụ mà ví dụ như là công thương, kinh tế, rồi quân sự, các cái đều có một bộ ngành đó, để cái vậy. Cho nên là tất cả mọi người dân Việt Nam rất là hài lòng với cái điều hành của chính phủ Việt Nam. Cái gì ta cần tách rời, ta đã tách rời, mà nhiều khi người ta không phân tích rõ cho người dân hiểu, hoặc là những người ở nước ngoài họ hiểu, chú hiểu đúng không? Rồi. Chẳng hạn như ta có khoảng 14, 15 bộ ngành, mình đọc bây giờ thì mình đọc một lúc rồi mình đọc không hết được. Nhưng mà chẳng hạn như giờ ta nói nha, cái thứ nhất là con nói là về Bộ Quốc phòng đi, thì theo quan điểm của chú là ta có tách rời Trung Quốc không? Tách rời, tách từ xa rồi, tách từ lâu rồi. Bằng chứng là quốc phòng Việt Nam mình là nó có một cái tiêu đề rồi là 4-0 đó. Đó là mình đã đó là ngoại giao, đó là ngoại giao, không là về mua vũ khí rồi sắm vũ khí cái gì đã tách rồi này. Nói chung cách khác là nếu mà mua vũ khí thì tao chưa thấy mua vũ khí Trung Quốc, không có. Nếu mua của Nga, mua của Israel, mua của Europe, đại khái là những thậm chí là mua châu Âu của Mỹ, thậm chí là như vậy. Ok. Qua đây thì ta phải nói từng khía cạnh một chú ạ, đúng không? Phân tích từng khía cạnh một. Nói về Bộ Quốc phòng thì theo quan điểm của chú là ta đã tách rời từ lâu,
ta đã về sắm sửa quốc phòng và là của sắm sửa từ Nga là chủ lực, rồi là một số nước người ta không có mua vũ khí của Trung Quốc, rất hay nha chú. Bây giờ chú biết không, con nhập một cái, vừa rồi con nhập một cái máy của Trung Quốc, là con có nói chú là con nhập 200.000 đô đó. Thì riêng cái máy mình nhập ở Trung Quốc về họ gắn chip chú ạ, tức là mình mua của họ nhá, mình mua của họ nhá, mình họ cho mình nợ tiền 30% một năm mới trả. Thế đến bữa con đến cái ngày con trả nợ cho họ đó, không nói gì hết, nó khóa chip lại, nó dùng chip đứng ở bên Trung Quốc á, bên Thượng Hải á, nó khóa bên này, nó khóa chip lại cái máy con chạy được. Thế con phải alo cho nó, nói ủa chứ sao máy tôi chạy được, cái này máy anh tới hạn thanh toán mà anh chưa thanh toán anh ơi, quá rồi. Con giật mình trong đầu ra, con nói thế là bị lệ thuộc đó, thế là quản lý mình luôn. Ý con nói là nếu mà mình mua một cái quả tên lửa của thằng Trung Quốc đi, thế là nó bay được giữa chừng, thằng Trung Quốc nó khóa, để nó có chip mà nó khóa là nó không cho bay nữa. Nguy hiểm ha, nguy hiểm đúng không? Mà Việt Nam mình hay chỗ là chơi phải biết cười biết ta. À, đó. Đấy, cho nên là anh nào chơi được và anh nào chơi không được. Cho nên ta tách rời từng phần một. Rồi giờ bây giờ con nói cái phần này giờ ta đang nói văn hóa đi. Rồi. Văn hóa đi. Thì theo chú nghĩ thì sao? Văn hóa cũng tách rời ra và cũng cũng hầu như là nếu nhớ không lầm thì ngày xưa chế độ cũ là trước năm 1975 thì cái nền giáo dục của Việt Nam mình bị ảnh hưởng nặng nề về Trung Quốc. Ví dụ như những cái từ gọi là Hán nôm, nói nôm na, ví dụ như Hán cái, Việt, Hán Việt. Ví dụ như cái nghĩa là bây giờ mình sửa từ chẳng hạn như là Bạch Dinh hoặc là Ngũ Giác Đài, đó là chữ từ của Hán Việt không. Trong khi đó bây giờ gọi là Nhà Trắng đó, đổi lại chẳng không, chẳng hạn như là nghe chưa, mình nói một cách đơn là người ta gọi là trực thăng. Ví dụ là cũng cái chữ trực đó là cũng là cái chữ từ Hán, thì người ta đổi là máy bay lên thẳng. Có nghĩa là cố người Việt Nam cố tình mà cải biên thành ra tiếng Việt đó, có nghĩa là nó còn rất là nhiều từ nữa mà ta không có nhớ, phải làm bất ngờ quá người ta không có nhớ, nhưng mà thực chất là họ Bộ Giáo dục hoặc là những cái văn hóa Việt Nam mình hình như là họ đã cải biên và tách rời ra cái ngôn ngữ và cái sự giáo dục mà lệ thuộc những cái từ ngữ Hán Việt của Việt Nam mình từ lâu rồi, bắt đầu từ năm 1975 là đó làm như vậy rồi. Những cái từ nào mà dính vào chữ Hán Việt họ đều bỏ hết hoàn toàn bộ, đó là vấn đề giáo dục đã tách rồi. Để tắt chứ còn gì nữa. Kể cả như chùa chiền mà ta thì về cái vấn đề ấy chú, đạo Phật du nhập của ta đó, ta có phải thiền viện Trúc Lâm chứ? Có, tao có đi rồi. Có thì đi ta cũng tách luôn, nói chung là cái phái thiền viện Trúc Lâm của ta về đạo Phật cũng tách, cũng khác người ta, tức là cũng không giống bên kia nhiều đâu, đúng không? Rồi thực chất thì đất nước ta thì với Trung Quốc á là núi liền núi. Sông liền sông. Đúng rồi. Và cũng nằm trong một vòng tròn nho giáo, tức là bị ảnh hưởng rất là nặng nề về vấn đề văn hóa của Trung Quốc. Ta kể cho mày nghe cái điều này, ví dụ như là những cái tục mình gọi là cổ tục, có nghĩa ví dụ như là thờ cúng ông bà, đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhang các cái, đám ma đám ngoại dỗ chạp các cái là đều ảnh hưởng Trung Quốc 100%, là bởi vì nó đồ hộ mình quá lâu, tới cả ngàn năm lận. Mặc dù nó không có mình, nó làm cho mình, nó không có làm cho mình coi như là mất giống, nhưng mà thực chất là cái văn hóa đời sống mình bị lệ thuộc nhiễm văn hóa rất là lâu đời. Chắc là cúng giấy tiền vàng bạc nè, rồi bồ mã ông bà cúng hương dỗ chạc, rồi đủ chung là nói chung tất cả vấn đề coi như mê tín á, thì hầu như là Việt Nam từ đã bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Đó là như vậy. Ok, bây giờ con nói một cái cho nó hấp dẫn đi. Có những cái thì ta là tách rời hẳn, nhưng có những cái ta phải hợp tác sâu chứ. Ví dụ như gọi là cái bộ nông nghiệp đi, cái ngành nông nghiệp đi. Chính xác. Ngành nông nghiệp đi, chú phân tích cái ngành nông nghiệp cho anh em. Các ngành nông nghiệp, theo tao thì tao không có học đến nỗi mà thạc sĩ giống như đó, nhưng mà mình nghĩ một cái điều là cách đây vài năm, năm ngoái năm kia thôi, mình bị thấy một cái điều như vậy. Thường cái nông nghiệp Việt Nam mình chủ lực á là xuất khẩu qua Trung Quốc, không có nước nào ạ, chỉ có Trung Quốc. Bởi vì cái dân số nó quá đông, tới 1.4 tỷ người rồi. Nông sản Việt Nam chẳng như là mít, ổi, xoài, củ sắn, nói chung tất tần tật vấn đề, thì tao nghe nói cái ra là hầu như là cái cát thanh long á, mà nó đóng cửa khẩu thôi, nó đóng cửa khẩu thôi là Việt Nam mình cho bò ăn quá, có nghĩa là bỏ đổ ra ngoài đường, không như là từ dưa hấu cho tất cả rồi đó mình bị rồi. Mà nó có một cái lợi điểm chỗ này, Việt Nam với Trung Quốc á là núi liền núi, sông liền sông, có đường bộ luôn.
sự du nhập văn hóa xuất siêu của Việt Nam với là Trung Quốc rất là dễ dàng, bởi vì nó cũng là người châu Á, mình cũng là người châu Á, mình sẽ hầu như nếu mà so sánh về cái thang 10 á, thằng Mỹ nó khó 10 thì thằng Trung Quốc khó 5, bởi vì nó giống như mình ngang nhau, phải không? Trái mít của mình qua bên đó hoặc là đây, chứ nó không có gần, đi gần quá, chi phí vận chuyển rất là gần, mình lại buôn bán giao thương nó rất là thuận lợi, nó thẳng là như vậy, thì cái đó không thể nào bỏ được. Ý con thế này này, cái mảng này á, là hai bên đều phụ thuộc với nhau, tức là mình cũng xuất một cái lượng rất lớn về ngành nông nghiệp sang Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng xuất một cái lượng hàng nông nghiệp rất lớn về bên mình. Đúng rồi. Thì hai cái này là phải trao đổi hàng hóa và phải tham gia sâu. Nói chung công nhận không? Thì hai cái này tham gia thì rất có lời mà. Cái quan điểm con thì ý con về đúng không? Đúng không? Chính xác. Cái đó là trao đổi hai chiều, hai bên đều có lợi. Hai bên có lợi. Thì vâng. Như vậy thì đưa mà chống cái gì? Hai bên đều có lợi, chống cái gì? Chống chơi à? Mấy cái đứa mà nó nói điều đó nó không nghĩ sâu, nó nghĩ xa. Rồi con nói có, này. Có những cái thoát thì thoát, đã thoát rồi. Khẳng luôn, đã thoát là không, thoát luôn. Không phải bây giờ tôi mới nói, nhưng mà thực chất hồi ngày xưa người ta đã đính hết rồi. Và tôi đã thoát từ lâu rồi. Nhưng có một cái không nên thoát. Đó, có cái phải hợp tác. Phải hợp tác mới được, mới sống được. Đó, chẳng hạn qua là vấn đề nông sản. Đó, tại sao mà thoát được, mà thoát được. Là bởi vì mình cần nó, mà nó cũng cần mình nữa. Rồi, đúng, chính xác. Đó, rõ ràng như vậy. Hai bên làm sao tăng cường lên bán thật nhiều. Trời ơi, trời, bữa nay đâu rồi, em mới ghé nhà nè, 15 thời đó, mà có đứa em dễ thương lắm. Chào mọi người nha. 15 thời nè. Thì nói chung là, con nói là, mình là một cái lợi thế, đường biên giới của mình là nó chung đường biên giới. Đúng rồi. Rồi về cái các ngành nông sản là mình, nếu mà đúng ra lời Việt Nam mình lợi thế hơn chứ bộ. Bên kia họ 1 tỷ tư dân mà ta có 100 triệu dân à. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Chúng ta là cái này là mình phải quét sâu vào. Và đặc biệt là vừa rồi như các năm trước là Đảng Lê Nguyên Vũ đã bán cái cà phê gói vì quán cà phê mở Trung Quốc có rất là nhiều chú. Đúng rồi. Tràn ngập. Cứ tính đi, mình cứ tính đầu người thôi. Mình chỉ lấy đó một đầu người 1 đồng thôi. 1 đồng thôi là 1 tỷ tư thì mình nghĩ số lượng mà đó là nhiều, mà không phải Việt Nam mình. Cái thằng Mỹ kìa mà nó còn nhào vô, mà thấy rõ ràng nó đâu có dạy gì, nó để bên kia, mà thậm chí các công ty Apple cũng phải đặt bên Trung Quốc để nó xuất khẩu, mà nó tránh cái tình trạng coi như là, theo tôi hiểu là tránh cái tình trạng nhập khẩu, bởi vì một cái phone mình nhập khẩu nó mắc lắm, và bây giờ cái thuế nhập khẩu nữa. Anh chơi mẹ nó cái nhà máy luôn, anh bán tại cái thị trường Trung Quốc luôn. Mà 1 tỷ tư dân thì mày nghĩ mày coi nó bán biết bao nhiêu. Gọi là nhà máy phát triển nhà máy quốc tế là Factory Development International. Đúng tức rồi. Là gọi là FDI đó. Đúng. Tức là người Mỹ thì nó tròn ở Trung Quốc vì nhân công giá rẻ. Giá rẻ. Rồi thị trường rộng lớn. Đúng. Đó nên đặt những cái nhà máy đó là mình nói về là đó. Coca những cái mà tụi mà nước ngoài hoặc là tụi bản là nhà của Trung Quốc là bởi vì là dân quá đông, thẳng là như vậy. Đó. Cũng giống như kiểu như mình nhập vào nông sản của Trung Quốc đó thiệt. Mày là coi như giống như trang như kiểu muối bầu biển. Bởi cái dân Trung Quốc vì một đứa ăn một trái thanh long thôi. Một tỷ tư dân nó ăn thì nghĩ sao đủ coi như phân nửa nước mình trồng cũng chết đi luôn, nó luôn không đủ để mà cái điều đó là cái lợi thế kinh tế, làm sao bỏ được. Đúng, đúng không? Nói chung là quan điểm là cái gì thoát là thoát hẳn. Đúng. Cái gì hợp tác cũng phải là hợp tác. Còn chống Trung Quốc thì chống cách nào? Chống cái gì? Thưa vì anh chị em thế này này, mình là sống cạnh Trung Quốc và Trung Quốc được mệnh danh là gì? Người ta nói là quân bành trướng Trung Quốc. Bành trướng mà, tức là người ta nói là nhận thức này sinh ra thái độ sinh ra hành vi, nó sinh ra cái nhân cách sinh ra cái bản chất, mà cái là bành trướng Trung Quốc là bản chất đấy. Đúng rồi, nó là bản chất mà không ai hiểu Trung Quốc bằng Việt Nam cả, không có thấy được cái bản chất bành trướng nhưng mà bản cũng không ai hiểu Trung Quốc bằng Việt Nam cả, bởi vì vậy nó chẳng làm được gì mình, nó hẳn như vậy sát bên mà chẳng làm được gì. Trung Quốc là một lượng nước lớn, cũng vì mở rộng lãnh thổ, cũng vì xâm lăng những nước nhỏ, ngày xưa hàng trăm nước mà, rồi sau 6 nước, rồi thôi gần đây là sau này thì nhà Thanh thì mới thống nhất được, đúng không? Bản chất của người Trung Quốc, người Hán, tức là người Hán, người du mục á, họ là có bản chất là bành trướng, họ luôn luôn có ý thức hệ là nơi rộng bờ mở rộng bờ cõi, cho nên ta rất tự hào đất nước ta có ngày hôm nay vẫn còn lãnh thổ, vẫn giữ được lãnh thổ nguyên vẹn, vẫn giữ được cái ngôn ngữ của mình, vẫn giữ được cái người Việt Nam đẹp hai mí, người Việt Nam cũng khác biệt người họ mà ta người mặt hai mí, vẫn giữ được bản chất là người giáo chỉ,
đầu đen máu đỏ da vàng. Cho nên là ta có ngôn ngữ ta cũng tách rời, nhưng bây giờ ta nói sang ngành nông nghiệp á, là ngành nông nghiệp là ta phải hai bên cùng có lợi, hai bên nên tham gia sâu. Chống cái gì chống mà cái gì tách mà cái gì hợp tác cái chú. Đúng. Đúng không? Cái gì có lợi là làm. Có lợi đôi bên làm, cái gì mà cảm thấy an ninh quốc gia cảm thấy đe dọa an ninh quốc gia là cắt. Cắt mà nhà nước cắt rồi cho ta. Đó, đâu cắt chứ giờ trời ơi, ta đã dẫn chứng mày cái là thứ nhất là vấn đề giáo dục, thứ là văn hóa, thứ hai là vấn đề quân sự là cả hai đã cắt mặt rồi. Đó. Và thậm chí không phải bây giờ đâu, ngày xưa trước phát đầu bắt đầu tao nên nhớ mà như bắt đầu từ năm 1975 là những cái biểu ngữ mà ngày xưa có cái chữ mà Hán Việt á ở trên những kia là họ dẹp bỏ hết và họ điều chỉnh lại bằng tiếng Việt rõ ràng, nó rõ vậy rồi.